Thủ môn Bùi Tiến Dũng bất ngờ làm đám cưới với người mẫu Ukraine xinh đẹp. Sáng 22 tháng 5, loạt ảnh tiệc cưới thân mật của thủ môn Bùi Tiến Dũng với bạn gái Denka Sakhidova đã xuất hiện trên mạng xã hội, khiến nhiều người bất ngờ. Trước khi sự kiện trọng đại này diễn ra, cặp đôi không có bất cứ động thái úp mở nào. Hiện tại, chính chủ cũng chưa thông báo, mà người tiết lộ là Phan Công Khanh, bạn thân của Dũng Gôn. Phan Công Khanh viết: "Happy wedding, anh chúc hai em và gia đình có một ngày vui thật trọn vẹn. Cuộc sống sau này có thể còn nhiều khó khăn, thử thách, nhưng hãy nắm tay nhau vượt qua tất cả nhé. Anh luôn tin và chúc cho hai bạn hạnh phúc vẹn tròn." Trong loạt ảnh cô dâu chú rể được dân tình khen nức nở vì quá đẹp đôi, chú rể Bùi Tiến Dũng mặc bộ vest màu nude cùng tông với váy cưới của cô dâu, khách mời mặc dress code màu trắng đen. Đặc biệt, nhóm bạn thân của thủ môn như Văn Hậu, Quang Hải, Hà Đức Chinh mặc áo polo màu hồng. Được biết, đây là tiệc thân mật chỉ gồm gia đình, người thân và bạn bè thân thiết của cô dâu chú rể và được tổ chức tại một resort hạng sang ở Vũng Tàu. Bố mẹ chàng cầu thủ cũng đã từ quê nhà Thanh Hóa vào chung vui với con trai. Bùi Tiến Dũng, Denka Sakhidova công khai hẹn hò từ tháng 8 năm 2020 và nhận được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ. Cặp đôi không ngần ngại đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào, lãng mạn bên nhau. Không những vậy, Dũng Côn còn từng đưa bạn gái về ra mắt và ăn Tết tại quê nhà Thanh Hóa. Cách đây không lâu, trên mạng xã hội đã dấy lên tin đồn Denka đã có tin vui. Tuy nhiên, trước nghi vấn này, hai nhân vật chính không có bất cứ chia sẻ nào mà lại âm thầm tổ chức tiệc cưới thân mật.